mèo đúng không? Dạ đúng rồi. Anh Vậy em mình muốn chạy trận luôn ha. gắt Như vậy? này nè. Ok, À chờ không, còn những cái gì vậy? Lời cuối, những lời cuối muốn nói kim cho cái cương chạy game năm mà các bạn thấy gì chưa? Người ta không? kim Không cương không. năm mà. Nick này là bé nhỏ cái thuê lên, anh đừng có để ý. Rồi. Nick nick của bé là nick đăng đồng cơ. Chuẩn bị thua các bạn ơi, kim cương năm rồi. Cái gì đây? Ui giời ơi, chắc mắc cái điện thoại quá. Anh thích cái điện thoại này lắm luôn các em có thể nào cho anh được không? Đã ra lật rồi thì mình phải chơi chứ còn À. đó lại thích là được, đôi khi những nó không phải thích là được Rồi, đâu anh. ok, được. Vậy vậy bây giờ mày mày chạy game luôn nha. Rồi, chạy game đi. Solo AD kèo đúng gì không? anh hả? Kèo điện thoại em. Kèo điện thoại Honorlay nha các bạn. Điện thoại đang rất hot hiện nay. Lật lật solo nha, lật solo quốc tế anh biết rồi. Lực solo Hay quốc là tế anh nè, anh không biết lực gì luôn á. ok vậy vậy Là không sao tăng giá nha. em phổ biến lại cho anh một tí thôi, anh sẽ nắm được thôi. Ok, là bây giờ nha, mình sẽ tính cho mày một phớp lót là win hoặc là 100 lính trước Đúng và rồi. một trụ đầu. Rồi. Spell chắc spell tự chọn đi ha. Spell là Anh gì? mang Là nhẹ bản ngọc mèo. hả? À không, anh lộn, spell là phép bổ trợ. À Tự ok. chọn. Bạn Ngọc anh thích hay kệ anh chứ. Còn nữa ta. Nhưng mà giờ anh đánh luôn mid không? Tại vì anh thấy AD anh đánh ngu lắm. Anh đánh mid được không? Thôi chị cũng được đi, là tại anh ở chắc mẹ kia rồi. Vậy vậy chọn tướng gì chọn nha, Anh hay là chọn, bắt đó buộc anh là chọn mid? Vienna đó. Anh báo cho em biết rồi đó. Ấy vậy vậy mình bây giờ bé được chọn ai đeo hay là bé phải chọn Em muốn chọn gì em chọn, anh đâu biết gì hết á. Đó. Sẽ chơi tại tại mình biết đánh Orianna các bạn. AD không hả? Anh thì biết đánh mid thôi. Đấy, nãy giờ mình giả bộ hả bạn ơi. Chết chết tôi chết rồi, mất điện thoại đi chơi á. Điện Tự thoại nhiên của mình. Bắn bêu, đánh bêu ba nha bạn, ba chiến thắng. mọi người ơi, đang cầm là chẳng thấy hoàn hảo Ấy chết mẹ, em cầm này được không ta? hai cầm ấy chết rồi, tôi cầm một game của mày còn gì Anh em hãy ủng hộ mình nha. nữa. Mình sẽ lấy cái điện thoại về review cho anh em xem. Thôi ủng hộ mèo cũng được, không sao đâu. Hồi hộp quá. Cái điện thoại Toán này đang là rất là hot nha toán mọi là người. ngon. Trời ơi, điện thoại này mà chơi game mobile là bao đẻ luôn á Các bạn nào chơi anh. Liên minh điện thoại, ủa Liên quân Mobi thì cầm cái điện thoại này chơi hết bài luôn rồi. Điện thoại này mình nghe nói Mobi là rồi chi, trời ơi. cái điện thoại này mình nghe nói là đang là có cái pin khủng nhất ở trong các dòng điện thoại luôn. Chơi game thì thôi rồi. Màn màn hình cũng khá là bự anh ạ. À, mèo thích Bự nhất bự lắm luôn rồi cho đó nên là em, anh cầm thôi. từ từ chết chết bé lụa đâu, không dừng lại mẹ bé lụa đâu ra chọn. Em cái gì vậy, chơi tự thua à? Rồi lại là rồi rồi Đó, chắc anh là đang mới nãy có một con đừng lính này đó. đừng Rồi đừng nha. rồi anh lên level trước rồi, nãy đứng lựa đồ hoài quên nhìn thời gian đến ra mất. Trời ơi các bạn, mình chấp luôn không sao. Tại tại anh làm em run á. Mình ăn ba con lính rồi. Cho bạn miếng. À, đau Cho á. bạn miếng. Chạy Bắn lại hoài luôn kìa. cho bạn miếng. Mẹ, ví dụ rồi. Khó Sao chịu quá sao? ta. Khó chịu quá ta. Anh hai trước, tại vì anh sang lần trước bé. Em muốn anh sắp chết tới nơi nè, em hay lắm. Ý đừng Thành bắn niên nữa. nữa. Cặp cao thủ các bạn ơi, mày không xong kèo này rồi. Ví dụ ơi. Ui đau quá. Biết đau hả? Biết đau hả bé? Con người ấy phải con gì đâu, hỏi biết đau rồi hả? Thôi. Hi, đau Anh chưa? em ơi, đau. Đi về đi. Đi về đi anh tha mạng. Người ta kêu sao anh? Chết vinh còn hơn sống nhục. Ok. Ui. Ấy. Bắn. Trời ơi, điêu ra đi. Thôi, Này, đi về giỡn đi. mà. Giỡn cái gì, đi về đi, không thì chết đây. Anh Đau cầm cái gì chưa? á? Thiêu đốt luôn. Rồi, bắn Ấy. ghê nha. Ui. À!
luôn trời. Trời ơi. Giật mình canh mình lắm à. Rồi. Mình canh lắm rồi các bạn ạ. À. Mình thiêu đốt ở đó không trúng ta, thiêu đốt không đủ tầm. À, đủ tầm là mẹ xác định rồi. Chạy thôi chứ sao nữa. Chào mọi người nha. Ơi. Khó thế nhờ. Chị ám dụ anh chơi liên minh hả? Sai lầm rồi. Sai lầm của tụi trẻ là ở đây. Chết rồi, tay to, từ bút riêng qua tụi liên minh này ai chơi được. Sai lầm rồi mấy ông ơi. Không sao, sai lầm tụi trẻ. Về đi. Tới nhà mình nhớ tới cái điện thoại này. Đi về đi. Sau này anh thắng được cái điện thoại, anh cầm điện thoại lên anh sẽ nhớ đến em. Ấy, chết chả lẽ không dính hoài đúng không? Mày. Có nên về chưa các bạn? Về mua đồ không? Mày bé đó mua đồ rồi. Về. Thôi về cho anh về đi mà. Ai cho về? Muốn về là được hả? Hay lắm. Cho anh về đi. Thôi về rồi, không cho thì ở đây luôn. Đừng có láo. Tại mẹ chạy lên sợ mùa nên mẹ bị out of cái điện thoại này giá hiện tại như là 6.9 nha bạn. Quá đỉnh nhưng mà cấu hình độ giá gì quá ghê. Thôi mẹ thích bự, anh để lại cho mẹ đi. Cái gì bự mẹ thích lắm. Thích đỡ, thích thì vô đây. Anh thua lần mẹ rồi anh ơi. Thua cấp luôn. Thôi giờ cứ ép tìm thanh lĩnh, trời ơi, còn có điện thoại nữa. Các bạn ơi, cứu mình. Này, lấy điện thoại đó không? Điện thoại. À, bị bắn rồi. Điện thoại. Cút ra, cút ra. Không được. Không được. Điện thoại, phải ở lại đây. Ây. Theo bạn ơi. Chết rồi. Rồi xong rồi. Ơi. Núp được rồi. Về thôi. Yeah. Khốn nạn à, né vậy rồi còn chết được. Ao chưa. Ao. Ok ăn. Phải hận. Con này cũng mạnh nè. Hồi Yasuo vô fit cái điện thoại luôn đó mấy ông, đừng số 7. Yasuo là bay cái điện thoại luôn ấy. Cái là tích solo đang kéo. Chào tôi cũng không nghe chào bạn nghe chào mọi người nha. Anh đang về solo kèo điện thoại căng thẳng quá các bạn ơi. Cái điện thoại Honor này, Lay này anh thấy quảng cáo rất nhiều rồi. Điện thoại hơi bị xịn luôn. Lấy điện thoại này mày chơi liên minh điện thoại ha. Ủa chơi liên quân mobile ha Lay. Chơi PUBG Mobile thôi rồi luôn. Điện thoại này chuyên chơi game mà. Tí thì anh nó... khi anh solo xong thì anh sẽ mở hộp cử hả? Gần nhiều thấy đổi skin rồi nhưng mà sao lại không thấy. Sao không chơi Lucian? Lucian mày cho ít chơi cho nên kiểu nó không có cứng nữa. Solo thôi, với bạn mèo 2k4 nha các bạn. Mèo 2k4 tính ra nhiêu tuổi ta? 14 tuổi hả? 15 tuổi rồi. À 15 tuổi. Mèo ơi tha đau quá. Rồi luôn rồi. Bạn kiếp chết rồi. Lộ ra lần nữa. Thôi đừng bắn anh nữa mà anh đang nghỉ em á. Hứa hồn quá chờ. Rồi luôn. Wow. Đau quá. Nhả cho game đầu bạn ơi, game sao đánh ghê quá. Ui chú chan nào ơi. Đau quá. Đây đây. Cái này người ta gọi là à. Trời ơi bên 4 con giữ trong tay nè. Trời ơi. Cầm gì nó lên. Đúng rồi. Ta đi. Why?
coi nè. Trời nút sâu thế. Thập phạm kiếp chán quá. Thấy mẹ ơi, tham quá. Trời ơi, ơi. Ý mẹ nè đâu, hết mẹ nè đâu, thì nghe đâu có người hết mẹ nè. Chết rồi. Hai bên cùng về nhà đi mà. Em ơi. Về nhà mình mua đồ rồi mình lên sao? Trời ơi, em tưởng anh lại rủ em về nhà anh. Thôi, về nhà mua đồ rồi lên bắn tiếp. Chứ giờ em quýnh một mình em có vui không? Không sao, em một mình quen rồi. Ok. Anh mới có 10 con ghiếp luôn á. Tha đi. Game này phải em lính thôi. Game này em lính thôi, không thể bắn anh nữa. Được 70% cái điện thoại này đúng rồi. Cũng được. Đau quá. À, đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá. Thử biết không, thử biết không. Không thử đâu. Ủa, bên búp đi ăn bắn súng sao qua bên này không bắt không chơi súng nữa hả? Chết xuống không lại rồi. Chú cha mẹ ơi, leo leo đủ đam rồi. Leo leo. Nhà đi em. À, không có. Tại sao hắn đảo rồi, bị hắn đảo lại nữa. Cái điện thoại mà mình vừa nhận được từ bên Honor, hãng sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc. Đúng ta. Để mình zoom xuống cho bạn xem nha. Đây là cái điện thoại mình nhận được. Đèn. Nói thế con nhỏ hả? Wow. Đây là bạn, cái điện thoại mình nhận được đây. Siêu phẩm mình vừa nhận được. Wow. Nhìn như iPhone X. Hơi bị đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn nào có chiếc điện thoại này chưa? 6,9 triệu. Điện thoại này xịn lắm nha các bạn. Các điện thoại hãng Trung Quốc như là Xiaomi, các thứ gì cũng từ Trung Quốc hết. Điện thoại Trung Quốc giờ xịn lắm. Đây, để mình stream cái màn hình của điện thoại lên cho mọi người xem. Đầu tiên cái điện thoại này nó sử dụng vi xử lý là Kirin 970 chứ công nghệ là GPU Turbo nha các bạn. Là cái card đồ họa của nó có chế độ kiểu như là ép sung giống như trên máy tính vậy á. Hứa hẹn sẽ là chơi PUBG hay là chơi những game mobi rất là khỏe luôn. Nếu có ấp lưng chơi game nữa thì mát bá rồi. Wow. Mát bự luôn. Mắt bự. Đây nè các bạn. Thiết kế tổng thể nè, nhìn như iPhone X chưa. Ở đây là cái cảm biến ngón tay chứ không phải cái logo nha. Khi mình mở mình cần để ngón tay lên đây thôi, tự động mở lên liền. Cái chip của con này là chip Kirin 970. Chip này xịn lắm. Nó hỗ trợ chế độ turbo cho GPU luôn mà. Là chế độ turbo nó sẽ tăng tốc cho cái card màn hình của cái máy này, cho máy chạy cực nhanh luôn. Ở đây trên đây có cái tay thổi chèn iPhone X luôn nha bạn. Kube 8 giờ mình like nha các bạn. Giờ mình đang review điện thoại cho anh em xem. Màn hình của chiếc này là màn hình kích thước là 6,3 inch nha, màn hình siêu to luôn. Màn hình siêu to mà nó còn chèn viền nữa. Thiết kế chèn viền như mấy cái điện thoại Samsung á, khiến cho màn hình nhìn rất là. Điện thoại nhìn không to lắm nhưng mà màn hình nhìn rất là to luôn. Bạn thích mình chơi Liên Quân test hay là mình bây giờ mình sẽ test PUBG trước nha. Test thử PUBG trước. Trên cái điện thoại này coi nó như thế nào nha. Coi chip xử lý Kirin 970 nó xử lý như thế nào với cái chế độ GPU Turbo nữa. Nó có mạnh không nha.
Đó, vô bắp gì trong một nón nhạc luôn bạn. Bật tiếng lên hả? Đây, anh bật tiếng lên. Màn hình đúng to luôn mọi người, load đúng nhanh luôn á. Mọi người thấy không? Tràn viền đúng to luôn. Load trong một nốt nhạc. Vô cực nhanh luôn. Wow. Đấy, anh có cái điện thoại xịn này rồi, nhưng mà anh thua rồi. Trời ơi. Thôi, mượt quá. Uzi, Uzi. Ui, mũ 2, mũ 1. Quá mượt các bạn ơi, các bạn thấy độ mượt mà của cái máy này. Chứ lại đặc biệt nha, mình chơi nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái máy nó nóng lên luôn á. Cái máy mát rượi luôn. PUBG Mobile mình chơi nó còn không lắc nữa. Mình đang để setting mát luôn các bạn. Skyline kìa. Trời, chơi game nó mướt. Các bạn thấy không? Game nhìn như PUBG PC á. Thuốc đạn vô. Hay lắm. Anh sẽ phải cầm các thứ nè. Phết. Không có nào để mình test súng hết ta. Mình sẽ để đồ sáng cao lên một xíu. Ui ôi, máy chơi cực mượt. Đấy, bạn thấy không, mình zoom lại nè, không lắc luôn. Anh đang tên là in game là Hành Chung 999 nha bạn. Anh đang chơi chiếc điện thoại Honor Lay. Chơi tựa game là PUBG Mobile. Đang test cho mọi người xem. Game này có mượt không? Máy này có mạnh không? Chơi là không nóng luôn nha bạn. Sờ vô chỉ thấy ấm ấm nhẹ nhẹ thôi. Chứ không hề có cảm giác nóng luôn. Ui có người kìa, có người, có người, có người, có người. Có người, ui ui. Trời ơi. Lão. Lão hả mày? Biết tao xài điện thoại xịn thì mày tránh con mẹ nó ra. Đây rồi. Trời sấy vậy sao chơi? Điện thoại sấy không giật luôn. Bắn không bị rớt FPS luôn. Trên PC mẹ máy mình còn lo còn giật giật chứ trên điện thoại này chơi siêu mượt luôn. Không lắc tí nào. Đây. Lút thôi. Cảm ơn bạn đã tới đây cúng cho mình một mạng nhé. Bạn có thằng kìa. Bơi kìa. Bơi nè. Bơi nè. Bơi nè. Bơi nè. Bơi nè. Bơi nè. Ba viên rồi. Chết ngay. Kìa nữa kìa. Cứu hả mày? Cứu hả mày? Cú, cú, cú nè. Nằm nè, nằm nè. Nằm, nằm. Tính bỏ chạy không mày? Bỏ chạy nè, bỏ chạy nè, bỏ chạy nè. Bỏ chạy 15 kill. Đồ quả như thật luôn các bạn. Nhìn như PUBG PC vậy. Cây cỏ kìa. Đây để max setting nha. Trời không tí giật lắc gì cả. Máy lại siêu mát luôn. Không hề có cảm giác nóng luôn các bạn. Hai hit gục liền. Thấy chưa bạn, thấy màn hình 6.3 inch nó có tác dụng chưa? Bắn mẹ cự ly này mà còn chết. 17 kêu. Đâu ra vậy? Mẹ nó à, thấy rồi, thấy thằng cuối cùng rồi, win rồi, win rồi. Đây, mũ ba. Một viên nhiêu đầu nè, hai viên đầu nè, viên cuối. Để mà 249 nó xảy.
Quýt. Top 1 chỉ cần 19 kill. Hấp dẫn. Dạ ok ha. Video trên tay chiếc điện thoại hôm nay dưới like kèo solo mình kết thúc tại đây nha. Nếu bạn thích chiếc điện thoại này có thể lên tìm chiếc điện thoại Honor Lay nha các bạn. Bạn nào mà chuyên chơi game trên mobile thì phải tham khảo chiếc điện thoại này trước khi mua nha. Đừng mua những điện thoại khác, hãy bạn tham khảo chiếc điện thoại trước nha. Đây. Quá đẹp. To to nhưng mà cầm rất là vừa tay luôn, mình cầm một tay nè bạn. Mát đẹp. Bye bye mọi người nha.